Bạn thân mến, trên hình ảnh của bạn là một vườn tranh. Thì câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện của anh Thọ, câu chuyện sinh ra từ làng. Ở đây tôi muốn nói đến một câu chuyện có thật. Anh Thọ là anh người gốc của Minh Châu, thuộc một trong những xã của huyện Ba Vì. Và cái tuổi trai trẻ của anh thì anh cũng đã đi đào vàng, nhưng sau này thì cũng đã cái thị trường về đào vàng ở Nghệ An và một số những chỗ khác do nhà nước quản lý và một số những lý do khác là không còn duy trì nghề đào vàng nữa. Anh cũng tích góp được một số vốn nhất định về đến quê hương thuộc về xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Anh vừa là công trước nhà nước nhưng mà gia đình cũng có một cái quỹ đất là tương đối rộng. Thì sau nhiều lần suy nghĩ và băn khoăn thì anh quyết định đến với cái cây chanh. Và câu chuyện đến với cái cây chanh của anh thì rất tình cờ, là anh đã cầm 120 triệu đi cùng với anh em chúng tôi thuê taxi đi khảo sát ở một số các tỉnh cách đây 3 năm, tức là năm đó là năm 2014. Thì lúc đó thì anh em tôi đi thì anh cũng tìm đến một vài vườn và quyết định thăm vườn, và anh lên đến Hà Giang. Thì anh mua giống ở đấy thì có 2 bố con, họ cũng không muốn bán giống ra, và cái cành mua thì nhỏ như một cái điếu thuốc, thậm chí còn nhỏ hơn. Thế anh mua hết cái số tiền 120 triệu tiền giống năm đó. Lúc đó thì số tiền đó cũng tương đối có giá trị. Khi anh mua về thì các thành viên trong gia đình thì cũng rất là không tin tưởng và cảm thấy bỡ ngàng khi mà cảm giác như anh ném tiền đi, ném bỏ tiền. Thậm chí nói câu chuyện này là vợ chồng có khi giận nhau cả tháng không gần nhau. Thế thì sau một thời gian 2 năm thì vườn chanh của anh cũng đã phát triển, và đến thời điểm này là 2 năm rưỡi. Thì cái cây chanh này thì chúng tôi cũng cùng đi mấy đợt đó, thì anh em có 4 anh em thì cũng có mấy cái vườn ở tại khu vực Ba Vì thì đều phát triển, có vườn thì 5 mẫu, vườn thì 1-2 héc. Thế thì cái cây chanh này thì giới thiệu với quý anh chị bà con thì nó là gọi là cây chanh tứ mùa. Có nghĩa, giải thích ngắn gọn là gì, là cây chanh nó lá xanh như thế này, trên thân của cây thì lúc nào cũng có lộc mới, có lụ, có hoa, có quả to, quả già, quả nhỡ, quả nhỏ, và cứ gối gối kế cận nhiều lứa. Vậy vị chi là gọi là cây chanh bốn mùa, hoặc hay tên gọi khác là cây chanh tứ quý, nhiều vùng khác nhau. Nhưng đây là giống chanh có hạt ở bên trong và rất là mọng nước. Hương vị của chúng thì gần giống như là chanh ta. Đó là cây chanh tứ mùa. Thì hiện vườn ở đây thì có các anh em khác buôn, có thể là mua lá, mua quả, mua cành chiết giống. Cũng xin giới thiệu với các quý anh chị và các bác, thì cây chanh thì có một cái giá trị dinh dưỡng rất là lớn. Chúng có thể làm tẩy rửa, làm hương vị trong bữa ăn, một bữa ăn một bát nước chấm và một vài lát chanh rất là thơm, thậm chí là dùng để tắm. Và mong sao là tới đây sẽ có một doanh nghiệp đứng lên quy tụ lại để thu mua các sản phẩm từ cây chanh, thậm chí là xuất khẩu ra ngoài, hoặc là chiết xuất ra làm những cái hương liệu để làm những cái vị, những cái sản phẩm chiết xuất ra từ chanh. Hy vọng là như vậy. Và cái cây chanh bây giờ thì cũng có một số các bác cao tuổi cũng có ý tưởng đưa cây chanh vào trong cái nhóm bonsai, có nghĩa là tạo nên một cái cây ở trước hiên nhà, bên cạnh bộ bàn trà đá, ghế đá,
một tiếng chim hót cúc của cô và nhìn ra xa xa góc sân có một cái cây chanh sai chữ chịt, hôm nào thịt gà thì ra hai lá, hôm nào ăn thì bứt quả vào thái ra vài lát rồi uống đường rồi ngâm. Rồi có những cái lúc mà hương hoa chanh tỏa ra thoang thoảng trong khuôn viên của gia đình, đó cũng là một cái thi vị trong cuộc sống. Kính thưa các bạn, cái đến với cây chanh này thì anh em chúng tôi cũng đã thành công nhất định, và đến bây giờ thì muốn chia sẻ với các anh em trên mọi miền Tổ quốc để được nhân giống diện rộng ra, thành lập một hiệp hội chanh, một cái thương hiệu chanh của Việt Nam. Cơ sở của anh em chúng tôi thuộc địa phận xã Yên Bài và xã Vân Hòa thuộc huyện Ba Vì, và có một số hai anh em ở huyện Thạch Thất. Cái quỹ đất có thể là lên đến 5 mẫu. Các bạn có thể đi vào ngập ngập rừng chanh luôn. Thế thì để tiện phân phối giao hàng khắp toàn quốc, quý vị có thể liên hệ với số điện thoại của chúng tôi 01 63 53 05 982. Các bạn có thể qua cái kênh Zalo như vậy, hoặc cả cái kênh YouTube, một trong những kênh mà giới thiệu về cả sản phẩm nổi trội ở quê hương chúng tôi. Hy vọng rằng quý vị các bạn có thể gọi chúng tôi để được tư vấn về kỹ thuật cũng như là cách trồng, thì bón phân rồi phòng trừ nhện đỏ hay là sâu đục thân hay là nấm rễ hay là bị lám lá, lám quả, một số những cái công thức để là tạo nên một cái cây chanh chảy một đợt có thể đến 40-50 cân, và sau 2 năm thì đã thu rất là tốt. Cái địa chỉ thì các bạn có thể hỏi thăm đến xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ở số điện thoại là 01 63 53 05 982. Cũng có một số các bác là đi xe máy, đi ô tô, mà đi ô tô tải, ô tô con và đoàn thể về tham quan và lấy thí điểm 50 cành, 80 cành, 100 cành, 200 cành. Sau một thời gian nhất định thì các bác đã quay lại lấy với số lượng nhiều hơn. Ngay cả chúng tôi bây giờ cũng muốn mua thêm những cái đất đồi đá như thế và để cải tạo. Cây chanh này đặc thù là chúng ăn nổi và ưa độ ẩm, không được thiếu nước nhưng không được trũng, và chúng phải đắp các phân chuồng vào gốc rễ thật tốt. Thì cái thể lệ thì các bạn có thể lên tận nơi tham quan và mua thí điểm. Khi mua thí điểm quen rồi, các bạn có thể đặt hàng qua điện thoại, chúng tôi sẽ đóng vào thùng và chuyển hàng đến cho các bạn. Sau đó là các bạn nhận được chanh rồi thì các bạn có thể chuyển khoản cho chúng tôi theo cái số điện thoại là theo cái số tài khoản ngân hàng nông nghiệp thuộc chi nhánh Ba Vì 2210 205 156 681. Các bạn thân mến, thì trên đây cũng là một cái cây giống nhỏ nhỏ trong cái vườn cây của các bác làm vườn. Chúng tôi làm cái clip này cũng mong muốn là được chia sẻ về cái cây có cái giá trị kinh tế và có ý nghĩa của chúng như vậy, và cũng mong là mình đã mất công đi tìm tòi ra cái giống và cái hiệu quả như vậy, thì bây giờ cũng muốn từ cái việc ngày xưa mình mua giống, bây giờ mình cũng muốn bán giống, một phần là cũng cải thiện kinh tế, một phần là cũng muốn chia sẻ và giao lưu tất cả các bác quý anh chị làm vườn, các bác nông dân trong các hội hiệp,
ở trên khắp đất nước, đặc biệt là các bạn ở phía Bắc. Tất nhiên cái này thì mình cũng có thể chuyển vào Nam được, bởi vì thực tế chuyển vào trong Sài Gòn thì bây giờ cái hệ thống nhà xe, nhà tàu ga thì họ chuyển sau 36 tiếng, và với những cái cành tranh chiết thì đã được bó rất là cẩn thận, thì chúng cũng có thể là sống vài ngày không cần phải gì cả, không như động vật nó phải cho ăn, ở đây là nó được bó vào rễ gốc trong cái bầu của chúng. Chính vì vậy hy vọng rằng các anh em các bác ở miền miền trong, miền Trung, miền Nam và cuối đất nước, đầu đất nước có thể đặt hàng cũng như là giao lưu. Ở bên anh em chúng tôi ở ngoài này thì cũng đã thành lập được cái hội gồm 4 anh em trong cái hội làm vườn. Hy vọng rằng cũng giới thiệu mà cũng kính mong tất cả các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc bớt chút thời gian về để thăm cái vườn của chúng tôi, thực mục sở dĩ, biết được cái niềm vui cũng như là cái tự hào khi có được nhờ cái sản phẩm từ đất trên quê hương mình. Chúng tôi sẽ hứa sẽ giao hàng đúng cái tiêu chuẩn chất lượng, đúng theo thỏa thuận, và cái giá thành thì cũng rất hợp lý, ưu ái cho những bác ở gần, và các bác lấy với số lượng là càng nhiều càng tốt, càng được giảm giá. Trên đây là một cái sự chia sẻ hết sức chân thành. Hy vọng rằng các bạn có thể đăng ký cái kênh cây giống, con giống của chúng tôi. Nếu như có những cái cây và có những cái con giống nào tại quê hương Ba Vì của chúng tôi có cái đặc trưng của quê hương, chúng tôi sẽ làm tiếp những video tiếp theo để giới thiệu cũng như quảng bá, cũng như giao lưu với tất cả bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một lần nữa, không biết nói gì hơn, xin chúc các bác làm vườn, chúc các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc một năm mới, thắng lợi mới, đặc biệt có những cái cây quý, cây vườn hiệu quả kinh tế, và có một sức khỏe dồi dào. Các bạn hãy đăng ký hoặc là hãy gửi những tin nhắn, chúng tôi sẽ chia sẻ cũng như sẽ trả lời tất cả những cái gì mà chúng tôi hiểu biết, hy vọng sẽ được giao lưu với tất cả các anh em trên mọi miền đất nước. Hãy đăng ký kênh, chúng tôi rất hoan nghênh để được cùng với các bạn phát triển thành một cái thương hiệu là cây chanh, quả chanh, lá chanh, rễ chanh Việt Nam mình lớn mạnh hơn, vươn ra xa hơn trên đấu trường khu vực và thế giới. Thân ái chào tạm biệt.